Thưa quý vị và các bạn, quá trình đổi mới mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển giai cấp công nhân Việt Nam. Quá trình này đã đưa lại những tích cực rõ rệt, một mặt phát triển giai cấp công nhân về số lượng, mặt khác cũng tạo ra những cơ hội để người công nhân học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề, để tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân, đặc biệt trong tình hình mới hiện nay. Vấn đề tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân lao động đã được đảng ta hết sức quan tâm. Thực tế cho thấy, còn nhiều những khó khăn đã tác động trực tiếp đến công tác phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân lao động. Nhưng bằng sự quyết tâm, các cấp ủy đảng đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc những điểm nghẽn, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu công nhân ưu tú cho đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, hạt nhân tập hợp và đoàn kết của mỗi đảng viên công nhân. Là tỉnh đi đầu trong phát triển công nghiệp, Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp đang hoạt động. Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, Bình Dương cũng thu hút hơn 1,6 triệu lao động, trong đó chiếm phần lớn lực lượng lao động là thanh niên công nhân. Lực lượng công nhân này đa phần sống trong các khu nhà trọ, nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn, cả về vật chất lẫn tinh thần. Chăm lo cho người lao động là một chủ trương lớn của tỉnh với nhiều chính sách, chương trình hành động đã được ban hành triển khai, nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ngành. Từ đó, môi trường làm việc, sinh sống của thanh niên công nhân liên tục được cải thiện về chất lượng. Thời gian qua, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương đã có bước đột phá cơ bản qua việc triển khai thực hiện đề án tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân các khu nhà trọ giai đoạn 2007-2010. Đề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015. Đề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020. Trên toàn tỉnh đã thành lập và duy trì được 1.857 chi hội với 65.197 hội viên, 116 câu lạc bộ, đội nhóm với 3.515 hội viên thanh niên. Trong đó, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã thành lập 982 chi hội thanh niên công nhân khu nhà trọ, 54 câu lạc bộ, đội nhóm. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thành lập 875 chi hội với 31.464 hội viên. Toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì được 86 chi đoàn thanh niên xa quê tại các xã phường thị trấn, thành lập 192 chi đoàn hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, phát triển 231 đảng viên là thanh niên công nhân từ các hoạt động của đề án. Từ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị trong tỉnh, các cấp ủy đảng chính quyền, nên đề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân ở Bình Dương đã mang lại kết quả tích cực trong công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân vào tổ chức, giúp cho địa phương quản lý và nắm chắc thanh niên công nhân trên địa bàn, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tình hình an ninh công dân. Đề án đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả toàn diện với hơn 100.000 thanh niên công nhân được tập hợp vào tổ chức đoàn hội cùng hàng trăm ngàn công nhân được tiếp cận và thụ hưởng các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, của các tầng lớp nhân dân về vai trò của thanh niên công nhân đối với sự phát triển của Bình Dương. Đặc biệt đối với thanh niên công nhân đến từ các địa phương khác đã có được niềm tin vào sự chăm lo của lãnh đạo chính quyền và nhân dân Bình Dương, từ đó hình thành tình cảm gắn bó lâu dài, xem Bình Dương là quê hương thứ hai. Qua 13 năm triển khai đề án, từ năm 2007 đến năm 2020, Bình Dương cũng đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần củng cố các chi hội yếu kém và nâng chất các hoạt động của chi đoàn, chi hội thanh niên công nhân, các chi hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Các chi hội thanh niên công nhân, câu lạc bộ nữ nhà trọ đã phát huy được vai trò của tổ chức trong việc triển khai các hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân, tạo ra nhiều sân chơi, điểm sinh hoạt lành mạnh, rút ngắn khoảng cách giữa thanh niên công nhân và thanh niên địa phương. Sự chăm lo của đề án đã giúp nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, phát huy vai trò tích cực của công nhân trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước. Từ thực hiện kết quả của các giai đoạn đề án đã qua, Ban chỉ đạo nhận thấy việc thực hiện thành công đề án đã mang lại hiệu quả chính trị, xã hội rất lớn, có tính lan tỏa rộng rãi trong nhiều tầng lớp, đối tượng. Trong bối cảnh Bình Dương đang tiếp tục hội nhập và phát triển sâu rộng,
nên đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên công dân và lao động trẻ là vấn đề đặt lên hàng đầu. Việc phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả đề án là rất cần thiết. Chính vì thế, ngày 2 tháng 4 năm 2024, tỉnh Bình Dương tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện đề án theo hướng mở rộng thêm đối tượng lao động trẻ ở giai đoạn 2021-2025 phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Đề án có vai trò to lớn trong việc nắm bắt tình hình thanh niên, kịp thời định hướng tư tưởng và thực hiện tốt công tác đoàn kết tập hợp, chăm lo nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên công nhân và lao động trẻ trên địa bàn tỉnh. Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân cũng chính là cách tạo nguồn hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên công nhân, là minh chứng cho thấy sự đổi mới trong cách thức tiếp cận, đổi mới phương thức vận động tuyên truyền để từng bước nâng cao trình độ giác ngộ và bản lĩnh chính trị cho công nhân. Ở đây nổi lên vai trò rất lớn của các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, những tổ chức luôn sâu sát và gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hiểu rõ đời sống công nhân lao động nhất. Thông qua tổ chức đoàn thể để tập hợp đoàn kết động viên đông đảo đoàn viên, hội viên, thực hiện đường lối của đảng về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng giai cấp công nhân, thực hiện tốt các mặt công tác của đảng trong đoàn viên, hội viên. Là một đảng viên trẻ, cán bộ đề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ, anh Lê Thanh Xuân, bí thư chi đoàn ấp 1 xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, đã phát huy vai trò thủ lĩnh tập hợp thanh niên, xung kích đi đầu trong các hoạt động như tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ thực hiện đề án 06. Các hoạt động ấy chính là môi trường rèn luyện để các đoàn viên trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của đảng. Đây cũng chính là cơ sở để xã đoàn Tân Mỹ triển khai cuộc vận động đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ xã đoàn đã tổng hợp lập danh sách các đoàn viên thanh niên ưu tú, trong đó có đoàn viên công nhân tích cực tham gia hoạt động và có thành tích nổi bật trong công tác đoàn trong năm 2022, trao cho đảng ủy và các ủy chi bộ các ấp để xem xét. Kết quả trong năm 2023 đã giới thiệu 10 đoàn viên thanh niên ưu tú cho đảng ủy, giới thiệu 10 đoàn viên tham gia lớp cảm tình đảng, ra nghị quyết giới thiệu kết nạp đảng cho 6 đoàn viên vào tổ chức. Về tổ chức cái chương trình mà gặp gỡ của giữa đoàn viên thanh niên cho gặp gỡ với bí thư chi bộ cũng như là ban điều hành ấp, thì qua đó là tại những cái chương trình này thì ban thường vụ xã đoàn sẽ trao những cái chính sách cái đoàn viên ưu tú giới thiệu cho chi ủy chi bộ để bồi dưỡng rèn luyện để giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Thì ngoài ra thì đơn vị xã Tân Mỹ còn tổ chức tham mưu cho ban thường vụ đảng ủy tổ chức cái diễn đàn đảng với thanh niên với đảng. Thì tại cái chương trình này thì đoàn viên thanh niên có dịp gặp gỡ, giao lưu với các đồng chí là lãnh đạo địa phương cũng như là lãnh đạo đảng để bày tỏ những cái tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Thì qua đó lãnh đạo địa phương có cái kịp thời để bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên. Nếu như tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ phát huy vai trò của mình một cách hiệu quả nhất tại địa phương nơi công nhân cư trú, thì tổ chức công đoàn là chủ dựa tin cậy với người lao động tại doanh nghiệp nơi họ làm việc. Tổ chức công đoàn các cấp không chỉ chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, mà còn là cầu nối quan trọng giữa tổ chức đảng với người lao động, qua đó phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với cấp ủy để thực hiện công tác phát triển đảng viên. Tổ chức công đoàn thường xuyên tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua các phong trào thi đua sẽ tạo điều kiện môi trường cho đoàn viên công đoàn, người lao động thể hiện năng lực và phẩm chất, cũng như động cơ phấn đấu đúng đắn để trở thành đảng viên. Những hoạt động thiết thực đó đã góp phần làm cho công tác phát triển đảng trong công nhân lao động tỉnh Bình Dương ngày một phát triển. Trong giai đoạn 2015-2020, các cấp công đoàn đã giới thiệu 2.759 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng, đã có 321 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào đảng. Năm 2021 đã giới thiệu 1.311 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng kết nạp đảng. Trong 9 tháng năm 2022, các cấp công đoàn đã giới thiệu 2.339 đoàn viên ưu tú. Năm 2023, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp đạt 108%.
là bí thư chi bộ số 1 đảng bộ khu công nghiệp V-Ship 1, phó chủ tịch công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Wonderful Sài Gòn Electric, chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên luôn hoàn thành tốt vai trò vừa là đảng viên vừa là công đoàn viên. Đó là hướng dẫn tuyên truyền cái chủ trương chính sách, chế độ đến từng người lao động, luôn đấu tranh vì quyền lợi của công nhân lao động trong doanh nghiệp, quan hệ tốt với ban chấp hành công đoàn trong doanh nghiệp để vận động quần chúng ưu tú tham gia vào tổ chức đảng, tận tình hướng dẫn quần chúng, viết lý lịch để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ vững mạnh, phát huy vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thường xuyên thăm nắm tình hình đời sống, lao động của đảng viên trong chi bộ, đảng viên công đoàn. Thì tôi đặc biệt chú trọng nhiệm vụ của người đảng viên, kịp thời phát hiện, bổ sung các đảng viên ưu tú của đoàn khu công nghiệp, đoàn viên tại doanh nghiệp có đảng viên trong chi bộ công tác để phát triển đảng viên. Thì trong thời gian thực hiện nhiệm vụ chức vụ bí thư của mình, thì tôi cũng đã tham mưu cho chi bộ kết nạp được 8 đảng viên và hiện tại đang có một quần chúng ưu tú đã hoàn tất việc thẩm tra lý lịch, đang chờ đảng ủy khối xác nhận và ra quyết định. Thì và một quần chúng là đang gửi hồ sơ thẩm tra lý lịch tại các địa phương. Bằng các giải pháp đồng bộ linh hoạt phù hợp như đề án 733 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề án số 03 về hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng phát triển đảng, tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ, đến nay Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã có 14 đảng bộ cấp trên cơ sở, 561 tổ chức cơ sở đảng, 2.123 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 54.804 đảng viên. Trong đó, đảng viên là công nhân lao động đang ngày một tăng lên về số lượng và chất lượng đã cho thấy tỉnh ủy Bình Dương đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân lao động. Xem đây là nhiệm vụ chính trị then chốt đối với các cấp ủy đảng. Đồng thời, đội ngũ đảng viên trong giai cấp công nhân luôn ý thức trách nhiệm của mình trước đảng, không ngừng đổi mới sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để góp phần giao thành tựu chung của quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Đến đây thì chương trình Đảng trong cuộc sống xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.